Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Thì hôm nay em lên cho anh em cái lô máy 13 cây. Hôm qua 19 cây nói không nổi anh em ơi, nói bị hang của họng luôn rồi. Cho nên bây giờ em quay lại 13 cây cho nó hợp lý, nói chuyện cho nó khỏe anh em. Rồi, hôm nay có cho anh em là Mitsu TL33 chế 2 kim, tum gời, ga bóp gin. Một con Honda GX25 siêu VIP luôn nha anh em. Ga bóp gin luôn nè, quá trời đẹp luôn. Một con Ryobi 26, một con Echo 24, một con Maguyama trợ lực tum gời luôn nha, 23. Một con Komatsu, con này cái láp bị đột biến nha anh em, láp siêu dài luôn. Cái này thì anh em nào cao tầm 7-8 là lấy mấy con này là cắt cực khỏe luôn, khỏi cần phải khòm tới khòm lui. Hôm nay có cho anh em một con tỉa cành TL231 trợ lực tum gời, và đặc biệt là cái bộ tỉa cành nè anh em. Nè, cái bộ tỉa cành nè, và nó có thêm cái dàn thổi luôn cho mình luôn. Ha, nói chung nó cực kỳ hiện đại luôn nha. Tỉa rồi thổi lá làm cho nó bay anh em, cho nó đừng có dính vô người này kia rồi đó, cực kỳ tiện luôn. Quá đẹp, khung còn mới chát luôn nè. Ha, hàng này hàng mới luôn á. Quá đẹp. Rồi, một con Echo Palo Kiwit 24. Một con TD24. Một con Zenos 23. Con này Echo Kiwit 24 nè, mặt này mới cần. Còn con nãy con Palo. Một con Shindewa 220 trợ lực. Và cuối cùng là con Tanaka. Con này là Tanaka 24 33 ly. Rồi, anh em chốt máy thì liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em 0917414042. Số này có Zalo luôn ha. Hình thức mua bán anh em á là bao ship tận nhà, không cần lấy cọc, và anh em mình được kiểm tra hàng trước khi nhận nha. Kiểm tra hàng trước khi nhận là anh em được test hàng, thử hàng, kiểm tra hàng đồ ngon lành hết anh em mới trả tiền, anh em không có mắc mát gì hết. Rồi, kèm theo đó là tụi em có bán nhớt nha anh em. Nhớt này là nhớt hai thì, là xăng pha nhớt dùng được cắt cỏ và máy cưa. Hay nói chung máy gì mà hai thì đó anh em cứ đổ vô anh em xài thôi. Giá của nó là 100.000, thể tích dung tích của nó là 1 lít nha anh em. Và kế bên là nó có một cái bình nhỏ nè để cho anh em canh. Nếu mà anh em mua nhớt bên em á, nó sẽ có lợi ích là anh em tới nơi á, hàng tới nơi anh em chỉ cần có xăng thôi. Nhớt bên em có, anh em khui ra anh em đổ vô anh em thử luôn, không có cần phải chạy tới chỉ lui mua mất công lui bu. Hay là cực kỳ tiện lợi luôn, giá có 100.000 thôi. Anh em mua theo máy kèm theo đó thì em sẽ gửi theo luôn, anh em sẽ không mất tốn tiền phí. Còn khi mà anh em mua máy rồi anh em mua nhớt sau thì anh em sẽ tốn tiền phí, nó uổng lộn chỗ đó. Bởi vì sẵn anh em mua máy được thì anh em mua nhớt cũng đi cho nó tiện cho mình ha. Rồi, hôm nay em lên cho anh em là lô chữ C, chữ cờ đó anh em. Ở thì anh em chốt máy anh em nhớ ký hiệu giùm em ha. Và xem clip đừng quên cho em một cái nút đăng ký kênh và một cái dấu like clip. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi, địa chỉ của em là ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Nếu mà anh em nào ở gần đây có thể chạy lên cửa hàng của em mua tại chỗ. Lên tới nơi em sẽ bớt tiền xăng cho anh em ha. Rồi, con đầu tiên, con C1. C1 là con Tanaka TCG24 ha anh em. Nòng là 33 ly 24cc, chụp giật trợ lực, bình xăng là nửa bình anh em. Nhìn lý kế cực kỳ độc lạ luôn. Áo thì đẹp, lăng keng luôn anh em, một màu cam. Anh em nhìn con máy thấy tươi luôn, tươi gói luôn. Chạy chế là chế zin luôn nè. Tum liền, tum nhựa ha. Đây, phía sau nè, nó dập nổi chữ Tanaka cho mình luôn. Quá đã luôn ha anh em. Rồi, công tắc máy làm đây nha. Ga là ga giữ ha, tay là tay đôi nè. Rồi, con này láp đầu bò là zin nguyên bản nha anh em. Nó có thêm là cái chén là chống ốc mài mòn luôn anh em, cực kỳ tiện lợi luôn ha. Rồi, C1 giá 1.3 triệu, con này zin nguyên cây nha. Tiếp theo C2. C2 là con Shindewa là Shindewa 220 ha. Nòng 32 ly, nó 22cc, phù hợp cho mình dùng gia đình, cắt cỏ vườn, cỏ nhà, bờ mương, bờ ao, bờ ruộng này kia gì đó. Nói chung mà anh em cắt cỏ vừa vừa nhỏ nhỏ đó thì anh em lấy con này. Thứ nhất là nó là bu ghi đứng. Thứ hai là nó chụp giật trợ lực có dây thiều cho mình luôn nha anh em. Chạy chế là chế zin, chế quanh gồ luôn. Tum liền, tum nhựa ha. Đây chữ Shindewa là tem mát còn đầy đủ nè. Bên hông là còn ký hiệu máy cho mình luôn và có số seri luôn nha anh em. Kèm theo đó là nó có chữ Made in Japan luôn. Số seri của nó là 3011252 ha. Rồi, con này xài là ga giữ, ga zin, công tắc là công tắc ắn luôn anh em, cực kỳ tiện lợi mà nằm trên di động nè. Láp đầu bò zin nguyên bản cho mình luôn. Đó, láp là còn tem mát đầy đủ luôn nha. Rồi, C2 giá 1.4 triệu, quá đẹp luôn ha. Tiếp theo C3.
C3 là con Echo Kiowit, con này là Echo 240, nòng là 34 ly 24cc. 34 ly 24cc nhưng mà anh em nhìn đi, cực kỳ nhỏ gọn luôn. Nó nặng chỉ khoảng 4kg đến 4,5kg thôi là cái cân nặng nha. Còn hình thức bên ngoài là anh em nhìn nè, cực kỳ gọn nhẹ luôn em. Bởi vì cái người Nhật người ta hay là ở chỗ này ha. Chụp giật con này là trợ lực có dây thèo luôn. Bình xăng lớn của máy là zin nguyên bản nè, chạy chế là chế zin luôn. Tâm liền, tâm nhựa ha. Đây, tên máy 240. Bên hông thì nó còn tem mát của mình luôn. Đây, 240 ha. Còn số seri nó có bắt in dây băng cho mình luôn nè. Rồi, con này xài là ga búp zin nha anh em, mà lắp công tắc là trên tay. Nó hiện tại là tay đơn nha. Nếu mà anh em muốn xài búp zin, muốn nguyên zin nguyên bản gì á thì anh em để nguyên đi. Còn anh em nào không có hít á thì anh em có thể đổ qua tay đôi. Nhưng mà tay đôi rồi thì em sẽ gắn cho anh em cái bát ga khác, chứ không có xài bát ga được, nó sẽ rất là khó xài. Nếu mà anh em thích búp zin thì anh em để nguyên gì đi cho nó im ha. Rồi, lắp chắn cỏ đầu bò zin nguyên bản theo máy nha anh em. Con này cũng là máy zin nguyên cây cho mình luôn. Quá xuất sắc luôn ha. C3 giá 1,6 triệu. C4 C4 là con Genos, dòng này là Genos Komatsu đó ha anh em. Nòng là 32 ly 23cc. Chụp giật trợ lực cho mình luôn. Bình xăng lớn là zin nguyên bản, còn trắng tươi còn đẹp luôn nha anh em. Chạy chế là chế zin nè. Bu ghi đứng ha. Bô là còn sáng luôn à. Sáng bóng loáng luôn. Rồi, tum liền, tum nhựa, tum cũng còn trắng tươi luôn nha anh em. Quá đẹp. Bóng lưỡng luôn ha. Rồi, con này xài là gai dữ nè. Láp đầu bò zin nguyên bản. Con này cũng là máy zin nguyên cây cho mình luôn nha. Nè, tem mát nó còn bên hay bên hông áo nó còn dán nè ha. C4 giá 1,4 triệu. C5 C5 là con máy cực kỳ đa dụng luôn nha anh em. Cắt cỏ nè, bơm nước, anh em cũng có thể gắn bơm nước cực nè. Và thêm một cái đặc biệt là con này anh em có thể tháo rời ra đầu máy, anh em có thể gắn xịt thuốc cực luôn. Hoặc là anh em có thể đổ qua xe đạp anh em chạy cũng được luôn. Anh em chỉ cần đổ thêm bộ nhông nữa là anh em gắn vô anh em chạy được luôn á. Con này là con Kawasaki TD24, nòng 32 ly 24cc. Con này bình xăng lớn thay mới anh em. Con này cũng là chạy chế là chế 260 chế mới luôn, chế hai kim. Tại vì chế zin của nó anh em lúc nào cũng vậy, là từ bên Nhật người ta xài được, nhưng mà về Việt Nam mình là xài nó rất là chậm nổ, anh em giật rất là chậm chạy luôn. Bởi vì dòng này anh em thấy thì lúc nào cũng là chế mới dần á ha, chứ không có để chế zin. Đây, tum gời đây ha. Đó là anh em có thể tháo gời đầu máy ra anh em chế gì cũng được nè, cực kỳ tiện lợi luôn. Mà cái dòng này nếu mà anh em đã có xài cái bơm xịt thuốc á, bơm ti qua cái thùng của Trung Quốc á ha, mà chẳng may anh em xài thời gian cái đầu máy Trung Quốc bị hư á, anh em mua cái thằng này về anh em gắn đi chạy cực kỳ đã luôn. Cái cần mà 4-5 mét là chạy bao phơi luôn, siêu khỏe luôn nha ha. Rồi, con này xài là ga dữ nè, láp đầu bò zin nguyên bản. Thằng này nó có chén úp ngược chống quắn cỏ và có chén là chống ốc mài mòn luôn nha anh em. Nó đầy đủ hai cái bộ chén cho mình luôn. C5 giá 1,5 triệu. C6 C6 là con Echo Kiwit, con này giống như con hồi nãy anh em là 240 nè, nòng cũng là 34 ly 24cc. Nó chỉ có khác cái nào là phiên bản là ba lô cần mềm, hai máy đeo lưng cần mềm đó. Đây nó có cộng dây đeo nè, có ốp lưng đầy đủ cho mình nè. À, chụp giật cũng là trợ lực có dây thèo mình luôn. Bình xăng lớn cũng là bình xăng zin luôn em, còn trắng còn đẹp ha. Thông số máy thì nằm bên hông đầy đủ cho mình luôn nè. 240 ha, nó có mắt in da băng và có số seri cho mình luôn. Tum liền, tum nhựa luôn. Rồi, ga, tay, công tắc, chắn cỏ, đầu bò đầy đủ nguyên zin nguyên bản ha. Con này cũng là zin nguyên cây. Thì nếu mà anh em muốn xài máy cần thì anh em lấy con kia. Còn anh em muốn xài ba lô thì lấy con này. Hai con đều giống như nhau hết luôn ha. Giá cũng như nhau nè, 1,6 triệu luôn. C6 giá 1,6 triệu ha. C7
cái vàng đó là cái vàng để thổi ha, nó kết hợp hai cái vô một luôn anh em, bởi vì cực kỳ tiện lợi, cực kỳ hiện đại luôn. Mà anh em nhìn thấy cái vàng nè, nó còn trắng tươi, còn mới cáo luôn, còn cái vàng thổi trong nè, nó còn cái màu bạc là nguyên si của nó luôn nha anh em ha, trắng phiếu luôn. Vàng cắt nè anh em, này em đã thử rồi nha, lắm ngọt nha anh em, quả đã luôn ha. Đây bộ nhông ở đây còn mới cáo luôn, xuất sắc luôn ha anh em. Bát ga nằm đây cực kỳ nhẹ nhàng luôn, lên da cực kỳ nhẹ luôn. Còn cái đầu máy thì thôi khỏi nói luôn anh em, trắng đỏ chét quá đẹp ha. Đây TL231, nó có số xe ghi luôn, bình xăng nè trắng tươi luôn nha anh em, ở trên bình xăng mà còn ký hiệu đầy đủ luôn nè. Hàng này giống như là còn giống trong thùng mới ra luôn anh em ha, quá đẹp luôn, đỏ chét luôn nè. Đặc biệt là chạy chế hai kim le đỏ tự động luôn, lợi xăng nhảy nổ mà cực kỳ tiện lợi luôn. Trong lốc là có mắt in dấu ấn mình luôn nè ha. Thì một cái hay á là con này anh em có thể là tháo rời đầu máy ra anh em chế cháo nha. Anh em có thể nếu ở nhà anh em có cái bộ cần 260 rồi thì anh em tháo rời cái bộ khung này ra, anh em gắn cái cần cắt cỏ vô anh em cắt cũng được luôn, cực kỳ tiện lợi luôn nha anh em. Dòng này dòng ba lô đeo lưng ha, anh em có thể độ qua cần thẳng cũng được luôn. Nói chung nó cực kỳ đa dụng luôn anh em. Còn một con máy đơn giản thôi mà cực kỳ nhiều chức năng luôn. 32 ly 23cc ha, giá của nó là 2,7 triệu. Cái nào thì giá nào thì nó sẽ có chức năng riêng của nó nha anh em. Một con máy này 2,7 triệu nhưng mà anh em làm được rất là nhiều việc ha. Tiếp theo là con C8. C8 là con cơm Matsu 23, nòng của nó là 32 ly 23cc ha, chụp giật là trợ lực. Bình xăng lớn của máy là zin nguyên bản cho mình luôn, chạy chế là chế zin, chế quanh gồ, đặc biệt là tôm gời, tôm nhôm luôn nha, tôm 260 nè ha. Con này công tắc nằm trên lắp, ga là ga giữ nha anh em, ga kéo nè, tay là tay đơn đó. Cái lắp này em nói anh em cái lắp đột biến đó, anh em nào cao tầm 1m7 1m8 thì anh em lấy con này là anh em cắt anh em khỏi phần như lắp bình thường nó tầm có 1m5 1m6 à, thì những anh em cao quá thì nó sẽ anh em phải khòm. Đối với con này anh em cắt luôn khỏi phải khòm ha, thì bởi vì anh em nào mà cao 1m7 1m8 thì anh em lấy con này. Nếu mà cái con này 32 ly anh em không có đủ công suất để anh em dùng mà anh em muốn dùng cái lắp này thì lúc mà anh em điện anh em chốt đơn em báo em đi, là em có thể lấy một con máy to hơn tôm gời, em lấy cái lắp này em đấu qua cho anh em luôn ha, là ưu ái cho những anh mà cao tầm 7m8 nha ha. Rồi C8 giá 1,6 triệu anh em, riêng con này anh em có thể tháo rời đầu máy ra anh em chế cháo cũng được nè, nó sẽ thuốc cũng được luôn. C9 rồi, C9 là con Maguyama, nòng con này là 32 ly 23cc, chụp giật trợ lực có dây thiều cho mình luôn nha anh em. Bình xăng lớn của máy là zin nguyên bản nè, chạy chế là chế zin luôn, chế quanh gồ. Trong lốc là có dập mắt in như băng của mình luôn. Đây ha, tum gời, tum nhôm, tum thông dụng luôn, công tắc máy đây ha anh em. Rồi, con này xài là ga giữ nè, láp trắng cỏ, đầu bò là zin nguyên bản theo máy luôn, máy zin nguyên cây còn đẹp xuất sắc luôn nha anh em. Con này giống như con B12 của cái lô ngày hôm qua vậy đó. Mà hôm qua em lên cho anh em cặp mà anh em chốt con B12 không à, bởi vì hôm nay gán lên cho anh em con Igen con hôm qua luôn, mà con này nó xịn sò hơn là có trợ lực ha. Giá cũng có 1,6 triệu rồi, cũng vậy thôi ha. C9 giá 1,6 triệu. C10 C10 là con Echo ha. Con này là Echo trắng nha anh em, Echo bạc gì đó, anh em muốn gọi tên gì cũng được. Nòng con này là 33 ly 24cc ha. Bình xăng lớn của máy là chế bình xăng zin nha anh em. Con này chỉ có cái là chế mới thôi, chế 260 chế mới. Tum liền ha. Công tắc máy nằm đây nha anh em, tum liền mà được cái là tum nhôm nha. Cực kỳ chắc chắn luôn, màu bạc nguyên si luôn nè, còn trắng tươi luôn nè. Quá đẹp. Nghe bóng loáng luôn. Rồi, con này xài là ga giữ nè. Láp đầu bò nguyên zin nguyên bản theo máy ha. C10 giá 1,5 triệu. C11 C11 là con Ryobi ha,
nồng của này là 34 ly, 26 cc, chụp giật trợ lực có dây thiều, bình xăng lớn của máy zin nguyên bản, chạy chế là chế zin, bu là ghi là bu ghi đứng nha anh em, ha, bu ghi đứng, nồng đứng cũng được, anh em gọi tên gì cũng được, tâm liền, tâm nhựa ha. Rồi công tắc máy cũng là nằm đây luôn nha anh em, công tắc ấn nè, cực kỳ dễ sử dụng luôn, xài là gai dữ ha. Lắp đầu bò zin nguyên bản theo máy, con này cũng là zin nguyên cây, 34 ly, 26 cc, giá chỉ có 1,6 triệu thôi, giá phải gọi là cực kỳ rẻ luôn nha anh em ha. C11 giá 1,6 triệu, C12 quả VIP luôn anh em ơi, GX25. Con này nó tính theo ngựa anh em, con này là một ngựa 4 nè, một hơi vòng HP nè, là một ngựa 1 ha. Áo thì quá đẹp luôn anh em ơi, xuất sắc luôn nha. Đây, còn chữ Nhật đầy đủ cho mình luôn nè. Bình xăng lớn nè anh em, bình này là bình xăng trắng nè. Bình nhỏ là bình đựng nhớt nè, nhớt 4 thì nè. Chạy chế là chế zin luôn. Con này tâm liền nha anh em. Honda còn đầy đủ nè. Ga bóp zin luôn. Bóp hai chế độ. Nha. Công tắc trên tay cho mình luôn nè. Láp chắn cỏ đầu bò zin nguyên bản luôn, trên như láp cũng còn ký hiệu Honda UMK425 luôn. Quá đẹp luôn anh em ơi. Lâu lâu về đựng cây mà đẹp xuất sắc ha. Trong lốc là có dập chữ G Honda GX25 cho mình luôn. À, đầy đủ luôn nha anh em, Honda GX25 đầy đủ mình luôn nè. Quá đẹp em ơi, hàng phải gọi là hàng xuất sắc luôn nha. C12 giá 2,7 triệu nha. Anh em nào chơi muốn chơi sưu tầm chơi kiển thì anh em lấy con này về quất luôn ha. Cuối cùng C13. C13 là con Mitsubishi TL33 ha. Nòng con này là 36 ly, 33 cc. Con này thì chạy chế là chế hai kim, chế quanh gồ, chế zin luôn nha anh em. Bởi vì anh em thấy nhảy nổ cực kỳ luôn. Ngoài cái nhảy nổ ra đó còn cực kỳ tiết kiệm xăng luôn nha. Trong lốp là có dập mắt in da băng cho mình luôn nè. Cái giá trị của một con máy nằm đây nha anh em. Thằng Mitsubishi TL đó, lúc nào trong lốp cũng có dập mắt in da băng. Bởi vì con nào mà không có thì anh em còn hơi lo, chứ có mắt in da băng rồi thì anh em cứ yên tâm mà dùng ha. Cái đó là cái quan trọng của một con Mitsubishi TL ha. Tôm gầy, tôm lớn luôn nha anh em. Rồi, công tắc máy nằm đây luôn ha, công tắc zin luôn nè. Ga bóp là ga bóp zin luôn. Bóp bỏ dịch đó anh em, cực kỳ dễ bóp luôn ha. Láp chắn cỏ đầu bò zin nguyên bản cho mình luôn nè. Thì ga bóp zin này được tiện lợi một cái á, là khi mà anh em cắt á, là anh em có thể là bóp nhả nhãi nè, thì cái lượng xăng có thể nó sẽ tiết kiệm hơn là khi mà anh em xài ga giữ. Nếu mà anh em nào xài ga giữ không quen á thì nó sẽ rất là hao xăng. Nhưng mà vậy thì anh em nên xài những con ga bóp như thế này cho nó cực kỳ tiện lợi ha. Rồi C13 giá 3,5 triệu nha anh em, hàng VIP nha. Rồi thì anh em chốt máy thì liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em ha. Chào tất cả anh em nha.